Dạ các bạn, trong bài học này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về New Window, New Volume và New Surface trong Creo Parametric 3.0. Ta có thể hiểu đơn giản một cách đó là New Window, New Volume hay là New Surface là cái không gian mà giới hạn vùng gia công. Cái thể lệnh này nó không dùng một mình hay là đơn độc mà nó sẽ luôn phối hợp cùng các chu trình khác, ví dụ như là mình phay mặt hay là phay milling hay là mình gia công phá thô, volume round. Và sau đây là phần giới thiệu chi tiết. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần new window. Thì để tạo được new window thì các bạn khởi động phần mềm. Ở đây mình có một cái ví dụ cho các bạn xem trước. Ví dụ ở đây mình cần phay một cái mặt phẳng, phay mặt. Khi mình dùng chương trình là phay milling. Ở đây các bạn thấy là ở đây nó có các vùng ở đây. Các vùng màu tím ở đây thì đây là cái vùng định nghĩa gia công. Ở đây mình sử dụng là new window. Thì khi các bạn đích tay các bạn gia công này, thì đến điều khi đi sạch các bạn xem được chạy dao. Các bạn thấy dao mình nó sẽ định nghĩa vùng gia công, có nghĩa là nó chỉ làm việc tới gì phay cái mặt này thôi. Nếu mình xoay về hướng vuông góc các bạn xem thì có thể các bạn xem được này đấy, nghĩa là nó định nghĩa vùng gia công thì nó dùng để cho phay mặt. Thì đối với những cái chương trình khác, ví dụ như chương trình volume mill thì nó sẽ sử dụng những cái mill volume khác để nó phay, nghĩa là giới hạn vùng gia công cho mình. Bạn mô phỏng 3D, nghĩa là các bạn sử dụng vi kết, các bạn mô phỏng. Các bạn sẽ thấy ở trên mình sử dụng mill window thì khi nó gia công nó chỉ chạy cái phần của phần phay thôi, chạy định nghĩa giới hạn vùng gia công đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đầu tiên các bạn là phần mill window. Về phần mill window thì các bạn làm theo thứ tự và các bước như sau đây. Vì các bạn tạo đưa vào môi trường gia công, đưa chi tiết vào môi trường gia công này, tạo phôi này, chọn đồ gá này, rồi thiết lập máy, sau đó các bạn chọn chuẩn gia công và góc gia công, các bạn chọn mặt phẳng an toàn trong operation. Thì cái những cái phần này mình đã giới thiệu ở những cái video trước. Hôm nay mình sẽ tạm ngắn gọn là mình sẽ đưa thẳng vào bài học. Các bạn vào thẻ mill, ở đây có ba cơ sở này, đây có phần là new window, new volume và new surface của new group. Mình sẽ giới thiệu các bạn trước phần new window. Thì để tạo được new window các bạn click vào đây, mình định nghĩa vùng gia công một cách new window đây, click vào. Khi các bạn click vào cái mục New Window này thì đây là cái giao diện. Các bạn này nó có phần là mặc định của nó. Cái này là cái tùy chọn mặc định. Tùy chọn này thì các bạn chỉ cần đưa vào mặt phẳng các bạn click thì nó sẽ giới hạn lại, giới hạn cái vùng gia công của bạn là cái nơi trong trong cái vùng này thôi. Thì ở đây đó với tính năng mặc định này á, thì ví dụ đầu tiên mình chọn này, mình click vào đây. Mình click vào có thể là mặt chi tiết được, mình click chuột phải để vào mặt chi tiết, rồi mình click chuột phải vào mặt chi tiết. Thì lúc này nó sẽ có một cái viền bao bên ngoài, các bạn thấy này. Nó giới hạn lại luôn, thậm chí nó giới hạn luôn chiều sâu. Ví dụ chiều sâu như thế này, chọn cái mặt cái vùng không gian này nó bao hết cái này. Có nghĩa khi mình gia công thì con dao mình, một nó sẽ chạy vòng ở trong khu vực này, hai là nó có thể chạy vòng theo ở bên ngoài. Con dao mình nó tâm dao nó phải trùng cái mép này hoặc vô trong này hoặc mép dao tiếp tiến ở bên ngoài. Vậy đây nó định nghĩa vùng gia công, có nghĩa là những gì con dao mình mà nó ăn được trong khu vực này á, dao mình mở lọt thì nó sẽ ăn hết. Cái bề mặt lúc này nó sẽ chuyển màu, các bạn lưu ý này, lúc mình lựa chọn nó sẽ có màu xanh này, màu xanh đậm này, và nó sẽ có một cái viền bao ngoài là giới hạn không gian làm việc của nó. Ở đây cái thẻ alignment, bên đây có thẻ alignment các bạn sổ ra các bạn thấy này, window plan có nghĩa là cái mặt này mình chọn, mình lấy vô đây mình chọn, rồi local, ngoài sau đây là cái tên chi tiết của mình, tên chi tiết. Ở đây nó có phần quan trọng đó là phần keep inside loop. Thì đối với phần keep inside loop này á, các bạn nếu các bạn click bỏ, các bạn click bỏ thử, nếu các bạn click bỏ thì đối với những chi tiết mà nó có đường chạy ngang giao ngang á, đây ví dụ trong quá trình file milling chẳng hạn, đây ví dụ mình tiết ok đây, mình tiết bỏ nó, mình tiết ok, mình tiết bỏ, mình tiết ok. Để hiểu rõ hơn về cái việc tùy chọn mình có click bỏ keep inside lớp hay không thì các bạn xem đây. Đối với cái việc chọn không chọn, tức nghĩa mình không chọn, mình bỏ bỏ dấu tích đó đi, bỏ dấu tích đi, như trường hợp này là mình bỏ dấu tích đi này, đây mình không có tích chỗ này, bỏ dấu tích đi. Thì các bạn lưu ý khi các bạn không chọn keep inside loop thì đó lúc mà nó chạy dao á, nó sẽ chạy qua đối với chi tiết mà có những cái lỗ á, chi tiết có lỗ nhau lên thì nó sẽ chạy qua luôn, nó chạy qua và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái đường chạy dao của các bạn. Còn đối với cái tùy chọn mà có chọn kiếp thì xe lớp, ý nghĩa nó sẽ giữ lại á, thì thấy không, cái đường chạy dao giờ nó chạy và nó hạn chế, nó né những cái lỗ này ra.
Dạ, né những cái lỗ nhỏ ra, và khi các bạn thấy khi mình mô phỏng việc kết 3D này thì cái đường chạy dao này người ta sẽ liền đây, còn nó thì nó nhấp đây và nó chạy, do nó né những cái lỗ thì nó sẽ chạy nhiều lần ở chỗ này, cho nên đây nó sẽ có những cái đường dao nhỏ nhỏ đây. Thì đối với tiền chọn kiếm pin sai lớp ảnh hưởng rất là lớn tới cái đường chạy dao trong gia công, vì vậy mà ta phải chọn cho đúng. Ví dụ với chi tiết của mình ở đây thì nó không có phần lỗ lỗ nhô lên hay là có phần lỗ xuống, thì đối với chủ yếu nó sử dụng trong cái phần lỗ nhô lên á. Thế đây mình có thể là thích cái đây cũng được, và trường hợp này mình bỏ tiết ha, mình bỏ tiết thì nó sẽ chạy chạy qua luôn, không có dừng ở những cái lỗ. Rồi đây là đối với tùy chọn thứ nhất, thì các bạn thực hiện như sau á, các bạn click vào đây, các bạn chọn về mặt gia công, chọn về mặt cần xây dựng build window, xong rồi các bạn thoát ok ra ngoài. Đấy thì các bạn đã định nghĩa được cái vùng build window, thì đây là gọi là vùng gia công. Đối với những cái tùy chọn cái tiếp đó là tùy chọn thứ hai, các bạn để ý này, đây cái tùy chọn thứ hai này có tùy chọn là sketch window style, nó nghĩa là mình sẽ vẽ một cái sketch vào đây luôn. Các bạn chọn tùy chọn thứ hai, thì các bạn chọn tùy chọn thứ hai cái ô sketch này nó hiện lên bên đây. Thì các bạn click vào đây, các bạn chọn click vào đây thì nó sẽ hỏi bạn là cái plane, cái mặt mà cần vẽ sketch là nhiêu. Mình có thể mình chọn cái mặt trên cùng này cũng được. Ví dụ mình chọn mặt trên cùng, ví dụ đây mình chọn sketch này, nó đang hướng xuống rồi ha, mình sketch đấy thì nó sẽ xoay xoay về reset reset cho nó ha. Hai trục này ở bài hướng dẫn thiết kế mình đã nói rồi. Rồi thì các bạn vô đây, các bạn định nghĩa cái vùng gia công cho nó, các bạn vẽ vùng gia công, ví dụ đây mình vẽ một cái hình chữ nhật giới hạn cái vùng gia công cho nó, thì các bạn cứ vẽ hình chữ nhật, thì cái vùng này sẽ là vùng giới hạn gia công này. Rồi cái thứ các bạn có thể điều chỉnh lại, ví dụ vùng gia công mình thì con dao mình sẽ chạy nằm trong khu vực này chẳng hạn, ví dụ 300 đấy, các bạn tiến ok thì ra ngoài đây nó cũng định nghĩa được cái vùng, các bạn thấy không? Lúc này cái vùng màu xanh nghĩa là vùng mà nó sẽ gia công tới, vùng màu xanh này là cái vùng mà nó gia công tới, là vùng mình chọn nó gia công á. Rồi đây nó cũng có tùy chọn layman này, thì bây giờ nó không có phần keep in lớp nữa, không có phần keep bên đây nữa, nó thì chọn vẽ sketch, thì các bạn vẽ tới đâu thì nó gia công thấy cái phần trong nội dung đó. Chỉ nó có phần thêm phần là trong cái option á, các bạn thổi cái option là đây, trong option thì nó có phần là inside này, on window và outside window. Thì đối với cái tùy chọn mà inside window contour thì khi cái dụng cụ cắt của bạn á, nó sẽ di chuyển bên trong đây. Khi mà di chuyển thì cái dụng cụ cắt con dao của bạn á, nó chỉ nằm ở trong khu vực này thôi, nằm trong cái đường biên này thôi. Nghĩa lúc nó chạy á, thì con dao bạn luôn luôn nằm trong cái đường biên này, gọi là chế độ inside. Nghĩa dụng cụ cắt chỉ chuyển động bên trong cái vùng gia công này thôi, chứ nó không có ra khỏi vùng gia công được. Ví dụ mình chọn đây thì con dao mình nó luôn luôn nằm trong vùng gia công này. Còn đối với chế độ on window á, on window contour thì lúc này cái biên giới tối đa cho dụng cụ cắt là những chỗ mà tâm dao nó trùng với biên giới chi tiết, tức nghĩa là nếu lúc nãy là cái mép của con dao luôn luôn nằm bên trong cái đường đường này, thì bây giờ nó cho phép tâm của con dao sẽ nằm trên cái đường ở bên ngoài này, đường biên bên ngoài này nè, lúc này tâm con dao nó sẽ nằm trên đây, tâm dao nằm trên đây. Còn đối với chế độ outside á thì nó định nghĩa cái vùng mà cắt á, di chuyển như là di chuyển của con dao á, tự do, tức nghĩa nó có thể ra ngoài đây, dao mình có thể chạy ra ngoài đây được, con dao mình chạy ra ngoài đây được, dao bạn nó đi vô đây cũng được, và cái vùng mà tối đa của nó là nó có thể đi ra ngoài khỏi cái vùng gia công này luôn. Vậy thì ba cái tùy chọn này là nó quyết định là con dao trước gia công nằm đâu. Đối với inside thì con dao luôn luôn là nằm bên trong cái vùng gia công này hết, còn đối on window thì là giới hạn tối đa mà cho phép con dao gia công á, là nằm ở ngay cái đường biên, cái đường section one. Các bạn lưu ý đây nó có cái chữ section one, có nghĩa là cái đường section là giới hạn, cái biên giới hạn của mình ha, biên giới hạn ở đây. Còn đây mà đây chỉ là những cái len thôi, tắt đi các bạn dễ thấy nè, cái vùng giới hạn section. Rồi còn đến chế độ cuối cùng thì con dao mình có thể chạy ra ngoài đây ha, chạy ra ngoài dùng. Ở đây nó còn cho phép các bạn một tính năng nữa. Ở đây nó còn cho phép các bạn một tính năng nữa là cái phần bên offset này. Các bạn lưu ý khi các bạn chọn offset thì các bạn đây, nếu bạn nhập 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 cái chế độ offset này, ví dụ 5 và enter, thì bây giờ cái vùng gia công của bạn được mở rộng ra đây là thêm 5 ly nữa. Tức nghĩa đối với những cái vùng này á, nó cho phép các bạn mở cái vùng gia công này ra 5 ly nữa, và kết hợp với những chế độ ở đây thì cái vùng da mình nó sẽ nhích ra đây một xíu để gia công cho hết chi tiết này. Ví dụ mình chọn inside thì cái da mình nó thể ra đây một xíu nữa này, nhưng mà nó vẫn nằm trong, thì nó cho phép các bạn offset vào hoặc offset ngược vào trong đây. Đấy, cái chế độ offset.
Rồi ở đây nó còn có một phần nữa là phần deep, ở thể deep. Ở thể deep. Nếu các bạn click chọn thì chọn this file deep này thì nó sẽ cho phép các bạn là nhập thêm một cái giá trị chiều sâu. Tức nghĩa cái khoảng chiều sâu này là khoảng giới hạn vùng của từ cái mi video trên đến cái mi video dưới, tức nghĩa nó sẽ giới hạn định nghĩa được cái chiều sâu gia công. Còn nếu các bạn để mặc định vậy thì nó mặc định là nó sẽ gia công cho tới khi nào là đạt chiều sâu mà tối đa, nghĩa là nó gia công như thế nào là cái thằng nào sâu nhất mà con dao mình vừa tới được, cái nghĩa là vừa bán kính dao thì nó sẽ gia công tới vùng đó luôn. Còn đây là mình có thể mình định nghĩa vùng gia công giới hạn là giới hạn chiều cao là chỉ gia công tới chiều cao này thôi, thì những vùng nào mà nó con dao mình có thể lọt tới được ha thì nó sẽ gia công chỉ tới cái đường này thôi, tức nghĩa mình giới hạn cái chiều cao gia công của con dao khi đi xuống luôn. Nhưng bây giờ tôi muốn dao nó đi từ bề mặt này nè, gia công hết cái mặt này rồi gia công tiếp, khi nào đạt đủ chiều sâu là 13.5 thì thôi. Ví dụ con dao mình nó có thể lọt được cái khe này thì nó gia công tiếp cái khe này thôi. Giờ nó gia công tiếp, còn nếu không lọt thì nó chỉ chạy phần trên, xong nó chạy cái ruột và nó chừa lại hai bên đây. Đây cái đây được chế độ thể tiếp. Nghĩa nó cho phép bạn chỉ định độ sâu gia công cho các loại gia công, ví dụ như volume round á, đặc biệt là trong volume round mình phá thô á. Nghĩa đây nó có phần đường biên này các bạn thấy không? Có phần đường biên. Thì mình cần phá thô dưới này mình chạy theo contour á, phá thô đó. Thì đây mình định nghĩa một gia công, mình kéo một gia công này xuống. Ở đây nó giống như phần trước vậy, ví dụ cần những gia công tới đây nè, cái nghĩa con dao mình nó sẽ chạy nếu vùng nào dao chạy vừa thì nó chạy gia công, vùng nào đạt tới cái mặt này thì thôi. Còn nếu mà mình không lấy chọn thì Rio này nó sẽ tự quyết định cái độ sâu tùy thuộc vào từng lệnh, ví dụ như volume round thì Rio nó sẽ gia công đến độ sâu sâu nhất có thể đạt được tùy vào kích thước của dụng cụ cắt và chế độ được chọn trong cái thẻ option này. Đấy, các bạn chọn trong chế độ option đây. Thì đây là cái về phần build window. Bên đây nó còn một cái tùy chọn nữa. Thì trên các bạn khi bạn click vào đây á, nó hỏi các bạn là click to collect này, thì các bạn cũng chọn tương tự, ví dụ mình chọn mặt trên cùng đấy, thì lúc này nó hỏi cái lẽ lên mình đây cái trên các bạn cái đường nào, cái ví dụ các bạn chọn trên đường này ví dụ đây các bạn hay click detail thì ra đây nó có các tùy chọn khác nhau. Thực chất đây là nó cái lệnh bên đây á là các bạn chọn những cái đường mà nó giới hạn lại thôi, thay vì mình vẽ xì két thì ở đây nó cho các bạn chọn cái mặt sau các bạn giới hạn đường lại. Ví dụ đây mình tạo một cái đường đây, các bạn click vào đường này, các bạn nhấn shift này, các bạn chọn đường kế tiếp này đấy, các bạn giới hạn lại, cái nghĩa vùng gia công và vùng làm việc mình ở đây. Và tương tự nó cũng có các tùy chọn là deep và option. Ví dụ ở đây mình không offset thì nó sẽ trục đây, còn mình muốn offset rộng ra thì mình cho nó thì ra đây. Thì đây là cái vùng gia công, định nghĩa vùng gia công của nó. Đây là ba cái tùy chọn trong cái phòng view window để xác định vùng gia công. Nếu các bạn làm xong các bạn tích ok. Ở đây còn bên hệ property như là cái tên gọi thôi. Ví dụ các bạn đặt đây thì nó sẽ nằm ở tên dưới đây thôi. Ví dụ bạn tích ok thì đây nó có phòng view window 3 các bạn tạo. Rồi khi các bạn kết hợp một cái lệnh, ví dụ đây một cái lệnh lực file đi, file. Đấy thì các bạn sẽ ra ra này. Các bạn có thể lựa chọn một cái view window này luôn. Đó là nó nghĩa được cái vùng gia công. Rồi mình dọn dao mình làm. Rồi, đây ví dụ mình làm ví dụ file thử ra. Bây giờ mình tạo một cái file sẵn cho các bạn Thì cái đây cái tùy chọn RAM là các bạn mình chọn file build window dưới đây Thì đây là mình file. Thì lúc này nó file thì nó sẽ đạt cái điều kiện giới hạn đây là file tới cái mặt này thôi. Vậy mình có giới hạn lại cái vùng gia công, ví dụ khi bạn click dao này, click dao đặt xuống này. Thì các bạn lưu ý và để ý này, con dao hiện giờ của mình nó đang nằm ngoài cái đường contour, các bạn thấy không? Đang nằm ngoài cái vùng build window. Đấy, có nghĩa là con dao mình cho phép nằm ngoài. Vậy thì cái bên cái mill window nãy là mình sử dụng chế độ là đây, các bạn click vào đây các bạn xem này, đây là đối với tùy chọn là outside window, các bạn thấy không? Vì do nó outside thì con dao mình nó nằm ngoài đây nè, chạy được vô. Bây giờ nếu các bạn chọn chế độ là inside, các bạn thấy ok thử, rồi các bạn vào lại file milling, rồi các bạn cho con dao này rớt xuống, thì con dao mình á bị do vị trí bắt đầu mình để ngoài đây, nhưng mà lúc nó chạy thì các bạn để ý này, lúc nó chạy này bây giờ nó chỉ chạy giới hạn nằm trong những khu vực này ha. Do trường hợp này mình có phần tạo phần dư ra rồi cho nên các bạn chưa có thấy ha. Đây là do mình cho điểm bắt đầu với điểm kết thúc rồi. Thì đây là về cái phần mill window. Tiếp theo đó là về phần mill volume. Về phần mill volume rồi. Đối với trường hợp mà mình tạo định nghĩa cái vùng gia công phần mill volume, thì đối với mill window á có thể dạng như các bạn hiểu như là cửa sổ thôi, như là dạng như cửa sổ, tức nghĩa là nó giới hạn bằng cái khác 2D.
Yeah, tức nghĩa là định nghĩa cái vùng đó, bạn vẽ giống như bạn lấy bạn vẽ một cái vùng thì nó xác định là nó gia công trong vùng đó. Còn đối với mill volume đây là dùng để định nghĩa thể tích gia công, tức nghĩa nó thường sử dụng cho những cái phần khá thô á, thì nó sẽ định nghĩa phần gia công, tức nghĩa nó sẽ dạng dạng khối 3D vậy. Đối với mill window bạn hiểu như dạng dễ sketch 2D, còn đối với mill volume này là các bạn phải vẽ khối 3D. Thì đây nó sẽ định nghĩa cái thể tích mà gia công. À, thì cũng giống như mill window thôi, nó cũng giới hạn không gian gia công, và trong nhiều trường hợp thì dùng mill volume lại trở nên thuận tiện hơn so với mill window. Ví dụ như chi tiết này mình cần gia công bên đây, mình cần gia công ở đây, thì mình tạo thể tạo một cái khối để nó gia công, thì nó chỉ gia công trong vùng đó thôi. Còn đối với mill window thì như trường hợp này đi, trường hợp này ha, mình chỉ muốn gia công cái biên ngoài đây thôi, mình chỉ muốn gia công cái biên ngoài đây thôi. Nếu bạn dùng mill window thì nó lại luôn, nó gia công luôn cái phần hốc ở bên trong này. Tại vì nó định nghĩa mà, nghĩa vùng gia công mà, thì nó lại nó bao vào đây. Thì con dao mình nó cứ lọt vào thì nó tan vào thôi. Còn đối với mill window này nè, mill volume này cho phép mình là muốn gia công vùng nào thì mình xác định cái thể tích của vùng đó thì nó gia công thôi. Thì đây trong đoạn này nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi, ví dụ mình tạo mill volume cho cái vùng dưới đây, mình tạo cho cái phần khối ngoài đây đi. Ví dụ mình tạo cho phần khối ngoài đây, thì đầu tiên các bạn click vào mill volume, hay các bạn chọn vào extrude này, cái những cái khối tạo hình khối 3D ha, ví dụ khối 3D, các bạn có xì két rồi xong các bạn extrude cũng được, và chọn luôn là extrude. Click vào biểu tượng extrude. Mình có thể tạo bằng revolve sweep đối với những chi tiết mà nó dạng trụ á, revolve này. Rồi ví dụ mình click vào extrude, yêu cầu ta chọn mặt vẽ toát thì ta lính chọn vào cái mặt mình cần vẽ, ví dụ mình chọn mặt ở đây cũng được, vẽ vô, và mình thường chọn mặt default này vẽ cũng được. Mình thì mình thích chọn mặt ở đây, chọn đây. Sau các bạn muốn định nghĩa vùng gia công, các bạn hiện này lên này, các bạn chọn chế độ là wireframe đi. Bây giờ mình không muốn gia công cái vùng bên trong này, mà mình chỉ muốn gia công cái vùng biên ở đây thôi, thì lúc này mình sẽ dùng lệnh tạo tạo khó đây, mình dùng offset này mình lúc này đó, đây mình lấy vào đây ha. Đấy. Rồi thì cái phần tạo vùng này thì các bạn xem ở những cái video clip mà mình có hướng dẫn về gia công á, thiết kế, bạn accept, bạn color. Đấy, giờ mình tạo thêm một cái ngoài đây nữa. Ở đây mình có thể dùng robot luôn, dùng lớp các bạn vào đây. Rồi đây. Thì đây là đây một hồi như tiếng mà nó chỉ gia công ở trong vùng này thôi, được chưa, trong cái vùng màu hồng này thôi, chứ nó không có gia công ở trong đây, thì các bạn thấy ok này. Đấy, ra đây nó sẽ tạo được cái khối, các bạn thấy không, tạo được cái khối này. Thì ở đây mình có quyền mình extrude, extrude ví dụ các bạn chọn cái từ extrude đây, chọn vào cái mặt cuối cùng thì nó tạo thành cái khối đây, nghĩa là thể tích, nghĩa là cái vùng thể tích mà nó phay bỏ, thể tích mà nó sẽ phay bỏ đi, thì nó giống như cái phôi của mình ban đầu vậy, thì nó sẽ phay bỏ vùng này để nó ra được cái chi tiết của mình. Các bạn tích ok đây, sau khi làm xong rồi tích ok. Ra đây các bạn phải dùng lệnh trim, các bạn xóa cái định nghĩa cái vùng thể tích gia công thì các bạn dùng lệnh trim. Bây giờ các bạn click vào đây là cái lệnh thẻ sáp. Đây là cái lệnh volume tool ha, thì mình kế bên nó là cái phần lệnh trim, thì các bạn click vào trim. Các bạn click vào trim, các bạn lấy chọn vào chi tiết của mình á, lấy chọn vào chi tiết đây, chi tiết này, lấy chọn vào chi tiết, thì đây nó sẽ xuất hiện cái phần extrude này, trim. Xong các bạn tiết ok, các bạn tiết ok, và muốn coi rõ được cái vùng gia công thì mình click vào đây nè, set, chọn set bên đây, click vào biểu tượng set. Đây lúc này nó hiện cái vùng thể tích cần gia công là lên đây, được chưa? Nó hiện cái vùng, tức nghĩa là cái con dao mình nó sẽ phải bỏ cái vùng này nè, phải bỏ cái khối thể tích này. Được chưa? Đây mình thấy ok. Thì ra đây các bạn sẽ thấy hay là extrude này, trim. Và trio nó còn cho phép các bạn là chỉnh sửa vùng không gian gia công. Được chưa? Thì làm đó các bạn click vào ở bên Modal Tree đây. Các bạn click vào ví dụ mill volume, thì đây nó có hai lệnh này rồi, được chưa? Mình click chọn vào trong trong hai ví dụ đây mình điều chỉnh lại, được chưa, đây mình điều chỉnh lại, ví dụ trim đi, lít cầu ngay chỗ trước đây mình điều chỉnh lại, tích ok ha, chỉnh. Ví dụ các bạn hiệu chỉnh lại cái khối trước này thì các bạn vào đây các bạn hiệu chỉnh lại, được chưa. Rồi các bạn muốn hiệu chỉnh lại, ví dụ như mình muốn bo cung cái chỗ này thì các bạn click lại vào mill volume đây, đây ví dụ đây nó hỗ trợ các bạn là round này, để điều chỉnh lại cái khối này, ví dụ mình round đây đi. Đấy, giờ mình muốn bo, mình bo cái khối lại, mình bo ở đây thôi, chọn góc bo đây mình bo, được chưa? Rồi, đây là một số cái lệnh điều chỉnh, ví dụ đối với những cái chi tiết á, mà nó phức tạp hơn xíu thì mình sẽ dùng cái lệnh này, được
nó sẽ định nghĩa được cái vùng gia công. Bây giờ đối với những chi tiết phức tạp, nó lồi lõm á, thì đó là những chi tiết phức tạp. Một tính năng khác phải nhắc đến trong view volume đó là khả năng offset cái bề mặt. Ví dụ đây mình đóng này lại, rồi mình đóng này lại luôn. Để chỉnh sửa lại cái vùng này thì các bạn click vào đây ha, các bạn click chuột phải, mình chỉnh sửa lại. Cái nghĩa mình chỉnh sửa lại cái vùng mà cái trước của mình á, cái nghĩa cái vùng định nghĩa khối thể tích gia công. Các bạn giờ đây các bạn tiếp ok thì ra, các bạn làm tiếp. Giờ còn đó bây giờ mình sẽ ứng dụng cái lệnh khác trong view window này nữa, mình xóa thứ hai này. Rồi các bạn vào view window, các bạn chọn lệnh extrude, các bạn làm tương tự như nãy. Đây mình chọn mặt trên cùng này, xong các bạn chọn lệnh project giống như nãy. Rồi các bạn quay lại cái phần view window, view volume lúc nãy các bạn thấy này. Các bạn chọn chế độ set, các bạn dễ nhìn ha. Ví dụ mình chọn set, thì bạn thấy nó định nghĩa ra cái vùng thể tích mà nó cần gia công bỏ đi, cái nghĩa cái vùng này gia công bỏ đi này. Nó còn hỗ trợ các bạn một tính năng là offset, các bạn lấy vừa đây này, offset. Cái nghĩa nó cho phép các bạn mở rộng cái khối gia công này ra, được chưa? Hoặc là offset, nói chung offset cái vùng gia công này ra thêm một đoạn á. Ở đây là cái giá trị offset, ví dụ nhập 2 thì vùng gia công này nó to ra 2 này, các bạn thấy không? Cái này cái vùng gia công này nó được to ra 2 rồi. Đây, chưa? Đây cái nghĩa là ban đầu thì nó chỉ là nằm ở trong cái vùng màu xanh này thôi. Các bạn chờ cho các bạn thấy có phần biên xanh và cái phần biên màu vàng này nó lấn ra, thì đây chính là cái vùng offset, và nó offset đang offset này ha, offset đây. Thì cái đây là cái chế độ offset vùng gia công. Nếu mà giữ nguyên cái vùng gia công không gian ở trên á, thì khi dùng cụ cắt đi xuống á, thì nó có thể ăn trực tiếp vào phôi, có thể ăn trực tiếp vào trong phôi. Thì vì vậy tốt nhất là mình sẽ mở rộng cái vùng gia công này ra. Khi mình mở rộng vùng gia công mình ra thì con dao mình nó phải chạy ra ngoài đây cái, vùng gia công mình mở rộng ra thì con dao mình nó phải chạy hết cái vùng gia công này mà, nên nó phải đi ra đây. Còn trường hợp các bạn để gần ở trong đây quá thì lúc bạn xuống dao á, nó rất là dễ bị đâm thẳng vào phôi á. Ở đây Rio cung cấp, Rio 3.0 này nó cung cấp cái lệnh offset này để dùng mà làm trong cái việc các bạn mở rộng cái vùng gia công này ra. Đây các bạn thấy không? Bây giờ giả sử mình chỉ cần mở rộng một cái bề mặt bất kỳ nào đó thôi, ví dụ mình không có cần mở rộng hết như vậy. Nó ví dụ chi tiết mình, ví dụ chi tiết mình nó thụt đây quá, được chưa? Thì những chi tiết bên đây ví dụ mình cho nó chạy những cái biên sát được rồi, định nghĩa một gia công như thế là được. Nhưng mà bên đây mình cần kéo ra, tức nghĩa mình chỉ tạo offset cho một mặt thôi. Thì các bạn click vào trong cái phần offset đó, được chưa? Các bạn click vào phần offset đây, ví dụ mình đóng này lại ha, được chưa? Mình đóng này lại, mình no đi. Thì các bạn có thể vào trong offset các bạn hiệu chỉnh lại cũng được, được chưa? Ví dụ đây tiếng ok rồi, rồi các bạn vào đây các bạn hiệu chỉnh lại này, các bạn vào đây. Bây giờ mình chỉ muốn có một mặt thôi, thì nếu mình chọn ban đầu mình cũng chọn thấy chi tiết thì nó tất cả chi tiết này nó đều sáng lên, thì nó xanh, nó có màu xanh thì nó sẽ tạo ra một cái vùng. Thì mình muốn chọn một mặt nào đó bất kỳ thì mình lấy chọn mặt đó thôi. Ví dụ muốn mặt này, các bạn để ý này, bây giờ nó chỉ có cái mặt này nó kéo dài ra thôi, được chưa? Còn chi tiết những cái mặt kia nó không có kéo ra, nó vẫn giữ nguyên. Thì tương tự các bạn chọn mặt nào thì các bạn nhấn control, các bạn chọn ra. Ví dụ mình cần mở rộng hai vùng đây thôi thì mình nhấn control mình chọn cho, thì bên ra này các bạn sẽ thấy ha. Được chưa? Đây là cái tùy chọn. Rồi đây là về lệnh offset và việc tạo view window. Thì đây là view volume ha, việc tạo view volume của bạn đây là coi như là hoàn tất rồi. Các bạn thấy nó điểm khác biệt ha. Cho nếu như view window đây thì nó chỉ là tạo một cái vùng đơn thuần, là chỉ là một cái vùng thôi, và con dao mà nó định nghĩa nó cứ vô hết cái vùng nó nằm. Còn cái này là nó tạo thành một cái khối luôn, thể tích luôn ha, có nghĩa là gia công hết cái khối này, chờ cái nào không có thì nó không công. Rồi đây là về phần view volume. Tiếp theo là đối với những chi tiết, đối với những chi tiết mà dạng mặt, cái nghĩa là dạng surface á, nó có cái bề mặt surface như vậy, dạng cong 3D thì mình tạo, nó cho phép các bạn tạo view surface, nghĩa là những dành cho những cái mặt cong ha, dành cho những mặt cong. Thì view surface thì nó lại cũng giống như tạo một cái surface trong môi trường thiết kế của Rio vậy. Thì để tạo một cái surface thì các bạn làm theo những bước như sau đây. Thì ở đây ví dụ chi tiết của mình là chi tiết này ha, mình có thể ẩn thôi đi, mình click vào đây mình hide. Thì đây là cái chi tiết của mình, thấy không? Nó bị cong, những cái mặt này là mặt cong, được chưa? Thì mình cần tạo cái khối thể tích để mình định nghĩa cái vùng gia công của dao của mình, nó gia công với chi tiết dạng 3D mặt cong như thế này. Thì các bạn tạo view surface, các bạn click vào bên view surface, các bạn chọn vào đây. Sau khi chọn vào đây thì các bạn hiện lên cái giao diện của phần view surface. Thì các bạn click chọn vào chi tiết. Sau khi click chọn vào chi tiết, các bạn thấy là chi tiết nó nổi những cái viền xanh này lên. Thì lúc này các bạn đưa chuột vào á. Đó thì các bạn muốn chọn surface là mặt nào thì các bạn click vào, ví dụ mình chọn surface là cái mặt ở trên đây. Mình tiếp tục mình nhấn control mình chọn những cái mặt kế tiếp, ví dụ mình chọn mặt đây. Các bạn cứ control.
Và lưu ý các bạn á, chọn sai thì mình phải click chuột, được chưa? Click control mình giữ lại, mình click vào cái mặt đó lại một lần nữa thì nó mất đi, mình lựa chọn lại cho nó đúng. Và những cái mặt sẽ quay này các bạn phải chọn liền nhau á, chọn liền chưa. Các bạn không được chọn mà nó hỏi ra nhưng mà sẽ phải á, nhưng mà sẽ phải ví dụ mình chọn ở đây rồi mình không chọn đây, nó nhảy qua đây chọn ha, và sẽ phải mình nó bị lủng đi chỗ này, thì các bạn cứ chọn hết chưa, chọn những cái mặt sẽ phải mà mình cần gia công. Đây ví dụ mình chọn đường này mình chọn luôn mặt dưới đây ha, rồi control các bạn nhấn control, các bạn chọn chọn cái nào hết cái mặt sẽ phải các bạn thôi. Các bạn lưu ý này, thường nó có những cái nhỏ này nè, các bạn không nên bỏ sót á, đừng bỏ sót, các bạn click vào. Các bạn chọn sai thì các bạn nhấn control, các bạn click lại cái chỗ sai đó thì nó mất. Rồi. Đây ví dụ mình chọn những bề mặt như sau ha. Các bạn cứ nhấn control, để control bạn chọn. Tương tự bên đây nó còn một vùng nhỏ này. Các bạn hãy lăn chuột phóng to lên. Đây ví dụ mình muốn định nghĩa cái vùng mặt gia công mình là gia công mặt đây thôi, mặt dưới đây thì các bạn muốn chọn các bạn chọn sau, thì các bạn sau khi các bạn chọn xong á thì các bạn tiếp tục các bạn nhấn Ctrl C, xong các bạn nhấn Ctrl V thì mình copy paste rồi các bạn tiếp OK chỗ này, thì ra nó tạo ra được cho bạn một cái vùng surface nha, view surface. Thì không không có dừng lại đây được, phần mềm Preo 3.0 á nó còn cho phép các bạn là thay đổi được cái biên dạng hay là cái vùng gia công mà dạng surface, được chưa? Thì các bạn có thể chỉnh sửa bạn vào cái chuối này, ví dụ tạo cái chuối, các bạn chọn qua mặt vẽ sketch này đấy. Rồi ví dụ các bạn có thể vào đây, ví dụ mình muốn khoét cái lỗ đây, được chưa? Tính OK, mình chọn theo kiểu là cắt á, đây cắt đi, được chưa? Bây giờ nó hiện cái dấu chìa mũi tên này, nếu chìa mũi tên này hướng vô đây, được chưa? Thì nó cắt bỏ chi tiết này đi, tiếng nghĩa bạn tính OK này đấy. Thì bây giờ cái vùng có thể tích các bạn việc nhấn set rồi này, đấy đây cái view surface các bạn vừa tạo phải không, bỏ cái lỗ này đi, được chưa? Còn nếu các bạn mà để dấu mũi tên ngược ra ngoài á, các bạn để dấu mũi tên ngược ra ngoài, ví dụ đây mình tiếp OK, mình ra ngoài đây mình chỉnh sửa lại này, các bạn để dấu mũi tên này hướng ra ngoài thì nghĩa là xóa bỏ những cái vùng ngoài đây đi, các bạn coi ha. Bây giờ nó chỉ còn lại có lỗ này thôi, được chưa? Mình hẳn chi tiết thì các bạn coi này, hai, giờ nó chỉ còn cái chi tiết này thôi. Còn nếu các bạn xóa luôn cái phần không cho phần cái chuối này thì đây nó sẽ tạo được cái mặt lúc nãy các bạn tạo view surface. Thì video này mình đã hướng dẫn các bạn là cách tạo view volume, view window và view surface. Thì ba ba cái phần định dạng hay là dùng để định nghĩa cái vùng gia công thường sử dụng được, thường sử dụng trong những cái chương trình, thì nó sẽ kết hợp với những chương trình bên đây ha, giờ để nó định nghĩa cái vùng gia công. Thì ở những video sau thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các chương trình gia công trong Reo 3.